Chào bạn đã trở lại kênh Cây Trồng TV. Hôm nay thì mình chia sẻ cách mình trồng dưa leo mùa Tết nha. Thì đây là đám dưa bữa hở mình quay nè. Thì dưa này thì chủ dưa đợt này trồng giống Giang Phát. Giang Phát thì nó bò cũng mạnh, nhưng mà quan trọng cái kỹ thuật của mình nữa. Thì bữa nay là 11 ngày nè, 12 ngày nó sẽ xây thang. Thì trong cái giai đoạn 12 ngày này nó cần một cữ thuốc rất là quan trọng, đó là thứ nhất á là chèo, thứ hai á là rễ. Thì muốn cho cái cây nó được đâm chồi mạnh và đi đọt nhanh thì cái bộ rễ của mình nó phải đồng đều với cái đọt nó đi, thì bộ rễ phát triển được thì cái chèo với cái chồi nó mới phát triển được. Bởi mình luôn xịt và tưới là đi kèm, thứ nhất là chồi rễ, mình phải dưỡng hai thứ lên nó mới cây dưa nó phát triển được. Còn mình dưỡng một thứ thì nó sẽ không có tác dụng hay. Thì cái cữ 12 ngày á là mình, thứ nhất là mình tưới cho nó là một công á là 500 g, 500 g 3311, loại nào cũng được, mua loại càng tốt thì nó cây dưa mình nó sẽ tốt. Thứ hai là rễ, bên rễ thì nếu mà mình mua được đạm cá hoặc là những thuốc phân thùng mà nó chiên bên bộ rễ đó, dưỡng rễ xanh cây đâm chọi đại nhánh đó, thì mình xài nó rẻ. Còn nếu mà không có nữa thì mình có thể dùng mười gói cơm cát cho một công và 500 đến 600 g 3311. Mình cộng như mình tưới cho 200 lít đến 250 lít nước. Nếu mà dưa của mình không có phân nền, không rễ phân nền, hoặc là cây nó ốm yếu quá thì mình có thể cộng thêm 1 kg DAP cho nó, đến 1,5 kg DAP cho nó. Đó. Và mình cộng thêm một thuốc thuốc ngừa lỡ cổ rễ héo xanh nữa, thì mình cộng thêm 100 đến 150 g Virumingon. À, mình ngừa lỡ củ rễ luôn và những cái nấm bệnh ở trong này. À, thì mình tưới cho nó định kỳ 4 ngày một lần. Thì mùa nắng này cái dưa nó rất là chậm phát triển, nếu mà mình không tưới nhiều quá thì khi mà cái dưa nó tầm khoảng 23 đến 24 ngày bắt đầu là nó vô nụ nhiều quá, thì cái dưa của mình nó sẽ không có dáng dấp và chèo ít thì đi đôi với trái không nhiều. Đó là vậy. Thì mình cái làm gì vậy, mình kích phải kích hai hai thứ, thứ nhất là rễ và thứ hai là chồi. Thì mình muốn cái chồi nó phát triển và cái đọt nó phát triển thì trước tiên là cái rễ là nó đóng đóng cái vai trò rất là quan trọng, tại vì cái bộ rễ của mình nó yếu, nó không thể nào hút được dinh dưỡng ở trong đất được, và mình đưa vô nó cũng không có tác dụng. Bởi nhiều video mình nói là phải dưỡng rễ trong cái giai đoạn nuôi trái cũng vậy, tại vì cái bộ rễ bông là cái bộ rễ nó có thời gian, nó bao lâu nó sẽ chết và bao lâu nó sẽ tái tạo lại. Còn cái bộ rễ chính của nó thì nó ăn rất là sâu, bộ rễ đó nó sẽ ăn hút những chất dinh dưỡng sâu xa và nước ở dưới. Còn cái bộ rễ bông là cái bộ rễ nó ăn những chất dinh dưỡng. Bởi mình thấy nhầm lúc mình rễ phân rồi nó chết bộ rễ bông, nó bộ rễ bông lặn hết trơn, các bạn tưởng đâu nó chết hết, nhưng mà nó chết rồi bắt đầu nó ra lại nữa. Nhưng mà mình có sử dụng thuốc dưỡng rễ á, thì cái tốc độ nó sẽ nhanh hơn. Như bình thường 5 ngày thì mình sử dụng thuốc thì có thể 2-3 ngày nó sẽ phục hồi lại nguyên trạng của nó và nó ăn dinh dưỡng của mình đưa vô, thì nó sẽ không có làm gián đoạn cây dưa.
thì nó không làm gián đoạn cây dưa, thì cây dưa của mình phát triển rất là bình thường. Thì thứ hai á là mùa này là gậy trắng với bọ chỉ sậu xanh rất là nhiều, thì mấy cái loại thuốc mình có đưa lên mấy video đó, mấy bạn cứ việc sử dụng nó và mình luân phiên mình đổi thuốc nhau, mình xịt ngừa nó. Từ giai đoạn này bắt đầu là gậy trắng bắt đầu là phát triển nè, phát triển rất là mạnh luôn, thì mình ngừa cho nó định kỳ 4-5 ngày một lần và đổi thuốc, xài tránh những loại thuốc nồng độ cao EC, EC rồi đó, nồng độ thấp thôi. Dưa leo thì mùa nắng này mình mặn là nói chung là đừng có để cho nó bị sượng cây, nếu nó sượng cây là cây dưa nó chậm phát triển và nó có thể nó không phát triển luôn. Mùa nắng rất là nói chung là rất là căng, mình phải đi đúng theo từng ngày và từng cái tiến độ cây dưa nó cần á, nó cần cái gì mình đưa vô nấy, mình cần gì đưa vô nấy là cây dưa mình phát triển tốt và nó cho cái năng suất của mình nó cao. Cái này là mình chia sẻ theo cái kinh nghiệm của mình làm thôi nha, bạn nào biết làm rồi thì cũng biết rồi đó. Thì còn mấy bạn chưa biết á, thì mình nên áp dụng theo thử thử nghiệm. Thì nói chung á, mấy bạn thử nghiệm thì mấy bạn có thể thử một phần nào đó thôi. Thì mình đã làm rất là nhiều video và mình cũng có hướng dẫn cũng rất là nhiều bạn làm. Thôi chào tạm biệt các bạn nha. Thì các bạn nào mà có thắc mắc có không hiểu thì liên hệ số điện thoại của mình 0944 3057. Thì dưa leo, khổ qua. Thôi chào tạm biệt các bạn nha.